Xin chào tất cả quý vị, nhưng mời quý vị cùng đến với phần tiếp theo của thầy Tào Dương và thầy Tào Khánh, là phần mời các tổ sư về để dự lễ và để chụp pháp, chụp binh nha quý vị nhỏ. Quý vị nhớ bấm đăng ký để đón xem những video tiếp theo nhé, và bấm chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Hôm nay là lễ chuộc hồn và kết hợp với ngày mai là gặp bàn cho con thớ của thầy Thiên Lường nhé. Cây chuối và củ giấy này. Một con gà và hai con vịt nhá. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Thank you.
Phần tiếp theo sẽ là làm gì nữa thầy? Vẫn cứ làm cả đêm. Vẫn cứ là mời thánh xuống nước rồi. Tiếp theo là lên đường đi lên nhà thánh. Vâng. Này là Quan Âm Bồ Tát đấy. Vâng. Lấy bình mã xuống. Bây giờ mời thánh về rồi. Có nghĩa là lấy bình mã về xong rồi gán vào then hoa. Mình cắt xin lên đảo bên này không? À. Thì là bây giờ ấy là mới gọi thầy về. Vâng. Gọi thầy về gọi thánh của nhà Phật á. Xong rồi là bây giờ đến giờ là uống nước xong rồi muốn là lên đường đi lên nhà Quan Âm Bồ Tát. Vâng. Để mà lấy binh. Vâng. Lấy mã. Lấy binh về xong rồi lại cho vào then hoa hay sao thầy nhỉ? Lấy binh về là mai là giao cho cái giao cho thanh hoa cái bàn ở đây. Vâng. Cái bàn thánh. Vâng.
Cảm ơn tất cả quý vị nha. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nha. Quý vị có nhìn thấy gì kia không? Bên kia là hồn đang vào thiên lượng nha. Quý vị bấm chia sẻ cho mọi người cùng đón xem nha. Có nghĩa là bên kia là chính là giải hạn, còn bên này là bình, chính là chủ binh á thầy. Đúng rồi. Bên kia là đang giải hạn đấy, tức là chủ binh á, chủ vong lên giải hạn. Vâng. Bên này là chủ binh chủ má. Tuổi cáo nhục cha. Chủ pháp ấy, bên này là chủ pháp. Vâng. Chủ pháp là thầy, thầy mua, thầy kia, thầy cao. Các nhục cả. Thầy là thầy là kia. Vâng. Tức là binh má của nó là lâu lắm rồi, cũng gọi là không có chỗ ăn đâu. Cái cháu đi đấy, còn có hết thầy nhục cha đâu. Vâng. Binh mã, binh mã đang bị bỏ đói. Bây giờ là chuộc về để khao binh và cho binh hoạt động tiếp à? Thế cái bình mã này, cái bình mã này nó có chuyển từ đời này đời này sang đời kia thầy? Đúng rồi. Cứ như thế mãi. Thế mãi. Nhưng mà các cụ bảo cứ không quá ba đời lại bắt đầu là chú con cháu là ép làm. Vâng. Nhưng mà là làm kia hào quang sáng là đời đời cũng làm. Nhưng cái căn hộ thất truyền thì cũng ba đời bắt đầu là ép làm lại dán xuống rồi này. Vâng. Cảm ơn thầy nhá. Chào thầy nhá. Xin chào hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nhá. Quý vị nhớ bấm đăng ký nhá. Quý vị bấm đăng ký và xem video hồn về bên kia nhá quý vị nhá. Cái mình cũng ăn sáng.